Mọi người, ta đã quay trở lại rồi đây. Hả? Chuyện gì xảy ra với thành phố của ta thế này? Anh em của ta, mọi người bị làm sao vậy? Linh kiện của ta, công sức của ta đã bị lấy hết rồi. Tên nào đã làm chuyện này? Đại ca, thành phố của chúng ta xuất hiện vài con quái vật đã tới đây và đánh bọn em, lấy linh kiện đi rồi. Các người có biết bọn chúng là ai không? Đại ca, em có nghe thấy bọn chúng nói, đó chính là con Uprighten TV Man đã sai khiến bọn chúng tới đây để lấy linh kiện, sau đó sẽ mang về nâng cấp hắn ta lên. Cái gì? Con Uprighten TV Man ư? Các người được lắm, ta sẽ tìm các người để trả thù. Bây giờ mọi người cứ ở nhà dưỡng thương đi, ta sẽ tìm bọn chúng để tính sổ. Ai ra, mọi người thì được đi đây đi đó, đi kiếm thức ăn, còn mình thì phải ở đây cánh chừng cái thành phố này, thật là chán quá đi mà. Ôi dồi, cái gì vậy? Một con quái vật gì mà trông hắn ta lại lợi hại đến như vậy? Hắn ta động thổ ư? Hắn ta có thể chui từ đất lên? Quả thật là ghê gớm. Chào cậu, cậu cho ta hỏi, cái tên Uprighten TV Man, hắn ta đang ở đâu? Hả? Anh bạn có quen Uprighten TV Man ư? Anh ấy chính là người anh em của ta. Nhưng mà anh ấy đi vắng rồi, không có ở nhà đâu. Hừ, người đừng có bao che cho hắn, người đừng có mồm điêu, mau gọi hắn ta ra đây. Này anh bạn, có chuyện gì mà căng thẳng vậy? Hắn ta đã tới thành phố của ta và lấy linh kiện của ta. Hôm nay ta tới đây để tính sổ với hắn ta. Không không không, anh bạn nhầm lẫn đi rồi. Chúng ta không bao giờ đi xâm chiếm thành phố và lấy linh kiện của người khác. Người đừng có mà báo che cho hắn ta nữa. Nếu người không gọi hắn ta ra đây thì ta sẽ xông vào và tiêu diệt người đó. Anh bạn, nói chuyện có lý một tí được không? Nếu không, ta cũng không khách khí đâu. Đã vậy, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Titan đầu mũi khoan ta. Ta xem người là hại thế nào, anh chà. Ta biết được thổ ư? Ghê gớm đấy. Như vậy là chưa đủ đâu. Hãy xem chiêu thức của Camera Man Super tới đây. Cho. Hừ, ba cái chiêu thức của bạn. Hãy xem chiêu thức độ thổ tới đây. Cho. Ta sẽ sử dụng mũi khoan của ta bổ ngươi. Cho. Nhân thủ áo giáp của ngươi. Cho. Với sức mạnh của ngươi mà dám cản đường ta ư? Bây giờ ta sẽ chờ còn Uprighten TV Man quay trở về và tiêu diệt hắn ta để trả thù. Ngươi được lắm, anh Uprighten TV Man Super mà quay trở về, anh ấy sẽ tiêu diệt ngươi. Cuối cùng thì ta cũng đã thu thập được rất nhiều thức ăn mang về cho mọi người rồi. Chắc là mọi người sẽ vui lắm đây. Camera Man Super chắc là rất đói rồi. Camera Man, ta quay trở về rồi đây. Hả? Có chuyện gì xảy ra thế này? Tên kia, người là ai? Tại sao lại đánh ngất người anh em của ta? Ta chính là Titan đầu mũi khoan. Ta đến đây để tìm con Uprighten TV Man Super, nhưng con này dám cản ta, để ta tiêu diệt hắn ta thôi. Hả? Ta quen người ư? Người tìm ta làm gì mà lại còn đánh trọng thương người anh em của ta nữa? À, hóa ra người chính là Uprighten TV Man ư? Người còn hỏi ta đến đây làm gì ư? Người đã làm chuyện tay trời như vậy, người đã lấy hết linh kiện của thành phố của ta. Bây giờ ta tới đây để đòi lại đây. Ủa, alo, ai lấy của ai? Cậu có nhầm lẫn gì không? Ta làm sao mà nhầm được? Chính đệ tử của ta đã nói tên Uprighten TV Super đến thành phố của ta để lấy linh kiện. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Muốn tiêu diệt Uprighten TV Super ta ư? Không dễ vậy đâu. Người hay hỏi anh kiếm thích tay ta đi. Đã đấm, đã đạp thế này. Cho. Phải bị đầu mũi khoan này, thì tay mũi khoan này. Ta chém người, ta bổ người. Cho. Hãy chà. Cái chiêu thức chui từ rớt lên cũng lợi hại đó. Nhưng như vậy là chưa đủ đâu. Cho. Không ngờ cái Uprighten TV Man này chúng ta cũng lợi hại phết nhờ. Chiêu thức của ta đây, ta bổ người, ta khoan người. Cho. Hai cậu, mau dừng tay lại đi. Sit down. Không đánh nhau nữa. Không phải là Uprighten TV Man Super cướp linh kiện của cậu đâu. Không phải hắn ta thì là ai nữa? Chúng ta đã bị bọn Sky Bitonet dắt mũi rồi. Chính bọn chúng đã tới hành tinh của cậu để lấy linh kiện, rồi sau đó bọn chúng đã đổi oan cho chúng ta. Bọn chúng làm như vậy
để nội bộ chúng ta bất hòa, đánh nhau, tán sát lẫn nhau. Và người hưởng lợi chính là bọn Sở Kibi Toilet. Cái gì? Chính bọn Sở Kibi Toilet đứng đằng sau chuyện này ư? Ta phải tới đó tiêu diệt bọn chúng mới được. Đầu mũi khoan, cậu hãy bình tĩnh đã. Bây giờ bọn chúng vô cùng mạnh, hãy để chúng ta giúp cậu tiêu diệt bọn chúng. Giờ này chắc nội bộ bọn chúng đang lục đục đánh nhau sứt đầu mẻ chán rồi. Ha ha ha, thật không ngờ kế hoạch của ta lại hay đến như vậy. Kế hoạch của người hay đấy. Chúng ta đã kết hợp lại với nhau để tiêu diệt các ngươi rồi. Kế hoạch của các ngươi đã bị lộ tẩy rồi. Các ngươi nghĩ bọn ta dễ bị lừa như vậy sao? Hôm nay ta tới đây sẽ tiêu diệt các ngươi để trả thù cho người anh em của ta. Ha ha ha, bây giờ chúng ta đã có quái vật ác quỷ rồi. Chúng ta không sợ các ngươi đâu. Cho dù các ngươi có hợp sức lại thì cũng sẽ thua thôi. Vậy thì ngươi lại quá khinh thường tí tan đầu mũi khoan ta rồi. Hôm nay ta sẽ sử dụng cái mũi khoan của ta quán vỡ cái bồn cầu của ngươi ra, để cho các ngươi không còn nơi trú ẩn nữa. Ha 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 ha. Hừ, để ta xem ngươi có làm được điều đó không. Các ác quỷ, ngươi quá khinh thường tí tan đầu mũi khoan ta rồi. Hãy xem chiêu thức độn thổ ta đây. Cho ta khoan như này, hãy bị cái sừng này ta đấm, ta bổ ngươi. Cho ta sẽ trả thù cho những người anh em của ta. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi và lấy lại linh kiện. Cho này thì cái tia sáng làm mờ mắt này, khoan của ta sẽ khoan thủng cái tivi của ngươi. Cho rồi xong, cái ác quỷ này ta tiêu diệt hắn ta rồi. Bây giờ là con gà mắt màu xanh, ta bổ ngươi. Cho con gà mắt chết vào mặt kia, ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi thôi. Đá đấm, đá đạp ngươi. Vậy là ta đã trả thù được cho những người anh của ta rồi. Ha 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 ha.